viện trợ 8 tỷ đô la Mỹ, Ukraine trên chưa đủ. Ông Trump đồng ý gặp ông Zelensky. Bà Harris lên tiếng về đề xuất đổi lãnh thổ Ukraine lấy hòa bình. Mỹ công bố viện trợ quân sự 8 tỷ đô la Mỹ, Ukraine chia chưa đủ. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố khoản ngân sách viện trợ trị giá 7,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Được đánh giá là một khoản viện trợ lớn, song truyền thông Kiev lại cho rằng điều này là chưa đủ. Theo gói viện trợ, 5,5 tỷ đô la Mỹ trong đó nằm trong quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống BDA. Động thái này nhằm giải ngân số tiền còn lại trong ngân sách hỗ trợ vì BDA sẽ hết hạn vào cuối tháng 9 năm nay. 2,4 tỷ đô la Mỹ còn lại thuộc sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép chính phủ Mỹ mua vũ khí từ các công ty quốc phòng thay vì chuyển vũ khí từ kho dự trữ. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine bom lượn dẫn đường chính xác AGM-154 Diesel với tầm bay 130 km. Ông Zelensky hôm 26 tháng 9 gửi lời cảm ơn Tổng thống Joe Biden, cảm ơn Quốc hội Mỹ vì đã viện trợ quân sự trị giá 7,9 tỷ đô la Mỹ cho nước này. Tuy nhiên, báo chí Kiev cho rằng khoản viện trợ trên là rất đáng kể nhưng sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Bởi trước khi Mỹ cung cấp bom lượn, Ukraine đã nhận được các vũ khí mới với tính năng tương tự từ Anh và Pháp. Để có thể ném bom lượn, Ukraine phải huy động chiến đấu cơ. Nhưng không quân Ukraine đã bị không quân Nga áp đảo hoàn toàn sau hơn 2 năm xung đột. Rất khó để Ukraine có thể huy động chiến đấu cơ, bao gồm cả chiến đấu cơ F-16 trong một nhiệm vụ tấn công. Ngoại trừ cuộc tấn công vùng Kursk của Nga, Ukraine hiện chỉ sử dụng chiến đấu cơ cho mục đích phòng thủ, hỗ trợ lực lượng phòng không bắn hạ các tên lửa và máy bay không người lái UAV tầm xa của Nga. Chiến đấu cơ Ukraine có thể bay ở tầm thấp, né tránh radar và hệ thống phòng không Nga, nhưng như vậy sẽ làm giảm phạm vi tấn công của bom lượn, không đạt mức 130 km đối với bom do Mỹ cung cấp. Trong thông báo mới, Mỹ cũng không có động thái nào hỗ trợ Ukraine đẩy mạnh huấn luyện phi công lái chiến đấu cơ F-16. Ukraine hiện chỉ có 5 phi công có khả năng lái chiến đấu cơ F-16. Hàng chục người khác vẫn đang được đào tạo ở Mỹ và các nước châu Âu. Quá trình đào tạo kéo dài đang là trở ngại ngăn cản Ukraine triển khai hàng loạt chiến đấu cơ F-16, mỗi máy bay vốn được coi là vượt trội so với máy bay quân sự Nga. Theo báo Ukraine, với tốc độ đào tạo như hiện nay, Ukraine chỉ có thể vận hành đầy đủ một phi đội 24 chiếc với 48 phi công trong 2-3 năm tới. Khoảng thời gian như vậy là quá lâu. Tháng trước, có thông tin Mỹ cân nhắc cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa GIS-SM, nhưng tên lửa này không được đề cập trong gói viện trợ ngân sách 7,9 tỷ đô la Mỹ. Một vấn đề khác mà Kiev mong muốn là được hỗ trợ thêm hệ thống phòng không Patriot, nhưng Washington vẫn đang xem xét. Cuối cùng, Mỹ đã không đả động gì tới việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATAC-MS để tấn công mục tiêu cho lãnh thổ Nga, dù ông Zelensky đã trình Tổng thống Joe Biden kế hoạch chiến thắng. Ông Trump đồng ý gặp ông Zelensky. Trong một diễn biến liên quan, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thông báo đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York. Trong cuộc họp báo chiều 26 tháng 9 theo giờ Mỹ, ông Trump cho biết sẽ gặp ông Zelensky vào lúc 9h45 phút sáng 27 tháng 9 theo giờ địa phương tại Tháp Trump. Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đăng một tin nhắn từ Phó Đại sứ Ukraine tại Mỹ, chuyển tiếp lời yêu cầu gặp mặt của Tổng thống Zelensky. Trước đó có thông tin cho rằng ông Trump từ chối gặp ông Zelensky vì bất bình với việc nhà lãnh đạo Ukraine thăm một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ ở Pennsylvania hồi cuối tuần cùng thống đốc bang Josh Shapiro của Đảng Dân Chủ. Chuyến thăm thậm chí khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên của Đảng Cộng Hòa, viết thư đề nghị ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì giúp tổ chức chuyến đi này. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định chuyến thăm nhà máy của ông Zelensky không mang bất cứ mục đích chính trị nào. Cựu Tổng thống Mỹ xác nhận gặp ông Zelensky sau khi ông chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine vì đã không chịu đàm phán với Nga và thi thoảng có những lời lẽ khó nghe về ông Trump. Phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại North Carolina hôm 25 tháng 9, ông Trump nói rằng Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với tôi. Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ ngừng liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử. Ông cũng cho rằng ông Zelensky muốn Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Tổng thống Zelensky đang ở thăm New York, dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gặp gỡ các quan chức Mỹ. Nhân dịp này, ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai ứng viên Tổng thống về kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bà Harris lên tiếng về đề xuất đổi lãnh thổ Ukraine lấy hòa bình. Trong chuyến làm việc tại Mỹ, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.
Tại cuộc gặp, bà Harris tuyên bố mọi quyết định cuối cùng liên quan tới cuộc xung đột đều phụ thuộc vào Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris cùng Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại Washington vào ngày 26 tháng 9 trước cuộc họp kín của hai nhà lãnh đạo. Ông Zelensky cảm ơn bà Harris vì cam kết của bà đối với Ukraine, đồng thời bày tỏ sự cảm kích với Mỹ vì đã hỗ trợ Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Harris nhắc lại sự ủng hộ của bà đối với Ukraine, đồng thời cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ dẫn đến các hành động cứng rắn hơn nữa. Phó Tổng thống Mỹ cho biết mọi quyết định cuối cùng liên quan tới cuộc xung đột đều phụ thuộc vào Ukraine. Theo bà, có một số người ở Mỹ muốn Ukraine phải nhượng bộ phần lãnh thổ rộng lớn có chủ quyền của mình, yêu cầu Ukraine phải chấp nhận vị thế trung lập và yêu cầu Ukraine từ bỏ các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác để chấm dứt xung đột. Bà Harris cho rằng đây không phải là một đề xuất hòa bình, mà là đề xuất đầu hàng, và điều này rất nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Mặc dù bà Harris không nêu tên bất kỳ ai, một số thành viên trong Đảng Cộng Hòa được cho là bao gồm ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tại một cuộc meeting vào ngày 24 tháng 9, ông Trump một lần nữa tuyên bố sẽ đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc chiến ở Ukraine nếu được bầu làm Tổng thống. Trong những ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra những tuyên bố gay gắt hơn khi chỉ trích Tổng thống Zelensky cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Ông tuyên bố rằng Tổng thống Zelensky muốn Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 9 rằng kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine của Trump có thể bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự đặc biệt giữa Ukraine và Nga. Theo đó, Ukraine sẽ giữ được chủ quyền của mình, nhưng đồng thời phải bảo đảm với Nga họ sẽ không gia nhập NATO hoặc bất kỳ tổ chức đồng minh nào khác. Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu khẳng định rõ quan điểm không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Theo ông Zelensky, tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 27% lãnh thổ của Ukraine. Các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine được quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga tuyên bố sắp nhập toàn bộ lãnh thổ các khu vực này, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn. Moscow cũng đang kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sau khi sắp nhập khu vực này vào năm 2014. Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời các khu vực lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này. Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình 10 bước của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga ra khỏi Ukraine.